Duy Anh xin chào tất cả các cô chú anh chị em và các bạn. Như vậy là cái lô cây lan hồ điệp thơm của Đài Loan đã về đến nhà Duy Anh rồi. Đây là một bông hoa của cây Zebrina. Đấy, chúng ta có thể nhìn hoa thực tế chứ không cần phải qua hình ảnh gì cả. Rất là đẹp. Và đây là một cái lô cây tôi cực kỳ hài lòng. Ở chỗ là kích thước cây thì to lớn. Chất lượng cây thì tốt, khỏe. Và thêm một yếu tố nữa là giá cũng ở cái mức độ khá là phù hợp. Đây, cái này là một cái nhà vườn mà họ cũng giống kiểu như tôi á. Họ làm theo kiểu nhỏ lẻ và mua cây giống về, sau đó chai mô về, sau đó là tự trồng. Toàn bộ cái số này họ viết bằng tay. Cái người này viết chữ cũng rất là đẹp. Chỉ có một cái điều hơi dở là số lượng thì không được nhiều. Tôi lấy 6 loại nhưng gom lại chỉ được có 105 cây thôi. Nhận về được 2 thùng nhỏ nhỏ này. Và cũng chính vì những cái vườn nhỏ như thế này thì mình sưu tầm được cây nó vừa đẹp vừa khỏe, mà thứ hai nữa lại không phải lấy số lượng nhiều. Còn một số vườn lớn thì mình lấy á, thì phải lấy cây nó số lượng là hàng trăm, hoặc ít nhất là mỗi loại là 50 cây. Thì tôi quay sơ sơ thế này để mọi người tham khảo một tí, rồi sau đó tôi sẽ soạn cây và ngày mai thì mới bắt đầu có thể là nói chuyện mọi người về giá cả được. Cây này có một bông, một vòi hoa và một cái nụ, vòi nụ đây này. Còn cây này đây thì có 2 vòi nụ. Dòng này nó cũng, hoa nó cũng phân nhánh mọi người này. Bên đó họ đóng hàng rất là sơ sài. Đấy, không có lót liệt gì thêm ngoài. Cũng ngay cái giấy mà cuộn cây này á, thì cũng không hết lá này. Cũng rất may là người ta xách tay bằng máy bay. À, nên là nó cũng không bị dập gãy gì. Có cái cây banana pink này cũng rất là to khỏe. Lâu nay mọi người mà sưu tầm banana pink thì có lẽ chúng ta cũng biết rồi. Hầu hết là người ta lấy về những cây rất là bé bé thôi. Bởi vì những nhà vườn lớn thì họ đều thường là họ trồng cái lứa, họ xuất theo một cái lứa đại trà. Cứ đủ tuổi là người ta xuất rồi chứ người ta không để nó to lớn như thế này đâu. Cái thứ hai nữa, những nhà vườn lớn họ thường kích hoa rất là sớm. Do đó là đối với lô cây này tôi lên, nếu như ai quan tâm và muốn sưu tầm dòng hồ điệp thơm, với giá nó ở mức độ là không phải là rẻ đâu nhưng mà sẽ là hợp lý. Và thứ hai là chất lượng cây tốt như cái đợt này thì chúng ta cũng nên nhanh tay, chứ không là tôi nghĩ là sẽ không sau khi mà lên live rồi, đăng video rồi có lẽ là sẽ không mấy thời gian là hết đâu. À, vừa rồi tôi nói cây này không phải, cây này là cây, cũng là cây Zebrina, cây này chưa có ngồng. Như vậy là chỉ có 3 cây có vòi hoa trong cái đợt này thôi. Nếu ai sưu tầm nhanh thì chúng ta đặt hàng. À, cái số cây này là có 3 cây có vòi. Do đó là nếu như ai đặt hàng nhanh thì nó sẽ có cái cây có hoa, vòi hoa nhé. Còn không thì sẽ là những cây đẹp như thế này thôi này, không có vòi hoa. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục khui thùng và cập nhật đến mọi người tiếp theo nhé.